sợ bị bản quyền. Hello mọi người. Xin chào mọi người. Sao cái áo nó cũng xéo qua bên, nó không hiểu nó bị sao nữa. Tới giờ rồi. Mình cũng rất là muốn nghe nhạc để mình quẩy, nhưng mà thật ra thì bài nào nó cũng đụng bản quyền hết trơn hết trọi, không biết làm sao luôn. Vậy giờ mình quẩy chay đi. Mình cứ ngồi mình lắc lắc, mình múa múa mình như vậy đi. Khánh ơi, chào em. Nói gì? Xét đồ chị mặc đẹp vậy hả? Cái này chị mua lâu lắm rồi. Cái này là cái váy quần, ở đây là ở ngoài là giống cái váy thôi, nhưng mà ở trong là cái quần. Hello, xin chào tất cả các bạn. Cái áo này chị mua ở đâu ta, chị quên rồi. À, Su Su Nguyễn Trãi á, em biết không? Cái chỗ đó, cái là cái váy này nè, cái váy này là cái quần á, xong rồi nó có cái nơ á. À, cái anh gì đó có một cái Facebook là nghệ sĩ nhân dân ơi, tự nhiên anh kêu cởi quần ra cho anh coi. Giờ anh cởi quần gái mẹ anh ra anh coi thử coi nó có gì vui vẻ không. Cái đồ đàn ông thúi, suy nghĩ suốt ngày nằm ở cái đáy quần của đàn bà. Đâu có chửi gì đâu, nói chuyện nhỏ nhẹ mà, nãy giờ đâu có ai chửi ai đâu. Vẫn là cái góc thân yêu này để livestream, vẫn là cô bé đáng yêu này. Mà hôm nay nó sẽ nói chuyện khác. Một cái chuyện là nó rất là muốn mọi người ngày 18 sẽ đi ra mắt phim của nó, nhưng mà nó không biết là có ai đi không, cho nên là nó không thể nào nó nhắn tin nó hỏi từng người được. Thì bây giờ nó lên livestream nó hỏi, nó muốn người ta nhớ tới nó, người ta đi với nó. Mọi người vô đông chưa? Chán không có nhạc, nhưng mà nếu mà có nhạc thì mình không có nói chuyện được. Hôm nay chị không có đi quay phim Nhi ơi, mấy hôm nay hả chị bị ế xô, chị phải đi bán gà lắc để duy trì sự sống. Mà em cũng không qua ủng hộ gà lắc luôn, chắc chị khóc chết. Khóc cho 1 triệu dòng sông. À không, em phim này chỉ là phim sitcom bình thường thôi à. Chào em. Hoàng Hí, tự nhiên cái thôi vậy em đi ngủ, vậy em đi ngủ đi. Địa chỉ quán gà ở 39 Hoàng Văn Thụ, phường 15, quận Phú Nhuận nha. Có giao hàng tận nơi nữa. Như bây giờ livestream không ai coi phải không? Mấy bạn mắc coi mấy cô khoe vú không? Chán ghê. Muốn khoe mà cũng đéo có vú để khoe. Chị xài kem gì mà da đẹp vậy? Nguyễn Phương Ly ơi, thì bây giờ
hồi trưa chị có nói với mọi người về cái sản phẩm mà chị xài á. Cái lúc mà mọi người hỏi chị xài body hay là kem face gì đó chị không nhớ nữa. Nhưng mà đây nè, đây là cái sản phẩm mà chị xài của Mai Diệu Linh nha. Ủa anh ơi, để giờ em nói chuyện bình thường mà, em có làm gì đâu dữ. Đâu chửi cha mắng mẹ ai đâu mà nói em dữ. Là nó chửi em trước mà. Không, ý là em nói là em không có chửi ai hết. Nhưng mà do cái cách diễn đạt của em nó hơi kỳ một xíu. Hơi kỳ, em biết, bản thân em cũng biết em hơi kỳ luôn á. Đang ở quán. Son của chị xài mua ở bên bé Ghi Trần đó nha. Thì cái hộp kem dưỡng ban ngày và kem dưỡng ban đêm nó sẽ giống nhau. Sẽ cho mọi người coi nha. Cái kem này là được rồi, nhập từ Hàn Quốc nha mọi người. Trời ơi, hồi lúc mà tôi giới thiệu về ốp thần thánh thì không ai hỏi hết trơn. Người ta hỏi gà lắc. Rồi xong rồi lúc tôi bán gà lắc thì mọi người kêu tôi quảng cáo kem. Bây giờ tôi quảng cáo kem thì mọi người kêu tôi là hãy nói về ớt thần thánh. Mọi người muốn tôi sống sao? Mọi người muốn tôi xỉu đúng không? Xúy nha, đợi một chút xíu nha. Đợi chút xíu nha. Từ từ. Mấy bạn đừng có hấp tấp. Hỏng việc. Đợi một chút xíu nha. Chung 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 nha. Ok baby, dắt con về đi. Sao khùng vậy được không? Mấy bạn có thích không? Hello Hân. Trời ơi, sao đang tìm hoài vậy? Ủa sao vậy, sao vậy? Tự nhiên cái màn hình của em nó tối thui vậy mấy chế. Vô vô vô, sáng lên. Tiên tỷ tỷ. Nếu như kêu tên em là Kim thì kêu tên em là Kim. Còn nếu kêu em là baby thì kêu là Kimmy baby. Chứ ở đây không có Kim baby. Kim baby là con nhỏ em ghét lắm luôn, em nói thiệt á. Không hiểu sao có trùng tên vậy. Một sự trùng hợp không nên có. Thì trước tiên sẽ nói về, bây giờ là buổi tối thì mình sẽ ưu tiên cho buổi tối trước. Thì mình sẽ giới thiệu cái hộp kem phay buổi tối. Hello cô chợ búa của chị. Hỏi lộn, cô chợ lý, cứ kêu nó chợ búa hoài. Thì cái hộp kem phay này giá bán của nó là 1.090.000. Cái kem phay này á, nó là 50ml và có giá là 1.090.000 nha mọi người. Đây, đây nữa. Còn cái kem phay buổi sáng thì nó chỉ có giá là 999.000 thôi. Cũng 50ml luôn. Không sao đâu Tiên tỷ tỷ. Áo này em, ôi lộn, không biết em hay chị luôn. Áo này Kim mua ở bên Su Su Nguyễn Trãi á, 477 Nguyễn Trãi hay gì á, Kim không nhớ nữa. Hình như 477 á, chứ không phải 447. 447 hay 477 anh? Gần nhà xác. Ok, gần nhà xác. Chị để máy giùm dễ thương hả? Biết là để máy giùm dễ thương rồi, nhưng mà nóng lắm em ơi. Khó chịu á. Cái kem phay này xài đã lắm nha. Nè, nó giống như là sữa chua vậy á. Ngồi ngay cái đèn nó chiếu vô thì bây giờ không có cho mọi người coi được cái chất kem, nhưng mà
cái kem này Kim xài. Đây, Kim đã xài đến một liệu trình rồi, hôm nay mới kêu mua thêm một cái nữa. Thì da mặt của Kim đang make up cho nên là Kim không thể nào test lên trên da mặt được. Thì bây giờ Kim sẽ test lên trên da ta cho các bạn coi. Điện thoại kìa. Lúc mà mình thoa lên da thì nó sẽ rất là mịn nha mọi người, và nó có, nó tạo một cái lớp màng bảo vệ da của mình luôn. Baby. Hello. Hello. Thơm lắm mà nó dễ xài nữa. Cái này á, thật ra khi mà mọi người kêu mình đọc từng cái công dụng, từng cái từng cái công dụng, từng cái chức năng của kem á, thì mình không thể nào, mình không thể nào nói hết được. Tại vì á, mình không có phải là cái người bán, cho nên là những cái công dụng, nếu mình cảm thấy mình xài cái đó, da mình nó căng bóng, nó hết mụn, nó không còn những cái lỗ chân lông to, thì mình xài thôi. Còn cái này á, đây, nếu như mà mọi người muốn cái công dụng, Jenny chị vẫn xài mà em, chị vẫn xài của Jenny mà. Hồi trưa chị cũng có nói với mọi người là chị vẫn xài tẩy trắng, chị vẫn xài cái gì đó, tẩy trắng nè, cái sữa collagen, chị vẫn xài của Jenny mà. Nguyễn Thị Lan Anh ơi, hỏi thì cũng phải hỏi có đầu có đuôi giùm xíu. Tự nhiên vô hỏi, ủa không phải xài kem Na Vân gì nữa hả? Hỏi có đầu có đuôi xíu đâu chết đâu. Cái kem Na Vân đó là mình đã xài từ rất là lâu rồi. Nếu như bạn có coi thì bạn cũng thấy là mình chắc là mình xài hồi mấy tháng trước đúng không? Thì bây giờ mình xài cái nào mà mình cảm thấy tốt thì mình sẽ review cho mọi người. Còn nếu bạn thích thì bạn coi, bạn không thích thì thôi, bạn đâu cần vô đây bạn hỏi mấy câu đó đâu. Trần Thị Anh Thư hay Anh Thu gì đó ơi, khi mà xài á, những cái này nó khác nhau mà. Hôm bữa em thấy chị review sản phẩm cho Jenny là cái gì, sữa uống trắng da đúng không, và tẩy trắng, tẩy tế bào chết đúng không chị, đúng không? Còn cái này là chị xài kem face, thấy không, chị đang nói về kem face của Jolie, của Mai Diệu Linh. Nếu mà mọi người cảm thấy mọi người hỏi một cái vấn đề gì đó đúng thì mình sẽ trả lời, còn nếu mà cảm thấy mà hỏi giống như là để moi móc nhau thì xin lỗi, ăn chửi là chắc rồi đó. Còn quỷ, còn quỷ đó nữa, nói xấu chủ lát tao đuổi việc mày luôn, qua bên Galaxy ở cho tao. Qua cái Galaxy ở đóng cửa nhốt nó không đó luôn, không cho bảo vệ cho nó xuống, khỏi cho nó ăn luôn, cứ cho nó Listerine. Ngọc Thanh ơi, diễn viên không được quyền hung dữ hả? Cũng là con người mà, cũng ăn cũng đi, cũng có hai chân, cũng có cái miệng mà, hai mắt mà, mắt gì không được hung dữ. Cái người ta nói gì mình, cái sao mà mình không được nói lại hả? Bữa giờ là hiền dữ lắm rồi đó, nói chuyện nhỏ nhẹ đàng hoàng lắm rồi đó. Thì bây giờ mình cũng hơi bỏ qua luôn mấy chuyện mà mấy bạn nói gì đi ha, mình cũng làm biếng trả lời quá, tại vì mấy bạn hỏi gì đâu không mà. Cho nên là bây giờ nếu như mà bạn nào thật sự mà quan tâm tới cái dòng kem face của bạn Mai Diệu Linh, những cái kem face mà mình đang xài, thì mình sẽ nói cho các bạn. Các bạn muốn nghe thì các bạn nghe, còn các bạn nào mà không muốn nghe thì các bạn cứ đi ra chỗ khác. Tại vì cái livestream này không ép ai phải coi hết, không ép ai bỏ tiền vô đây coi hết, cho nên là không thích thì cứ việc mời. Rồi. Ê thằng mặt lồn, tao giỡn mặt với mày hả con chó? Nãy giờ mày vô mày nói cái lồn gì ở đây vậy? Hoàng Trần gì nè, diễn viên JIV, mày giết cho đúng giùm tao con cái. Con gái mẹ mày đóng phim đó hả, gì biết rảnh vậy?
Mẹ thằng mặt lộn. Bây giờ xin lỗi, hơi nóng tính một xíu. Thì cái kem dưỡng trắng da này á là kem dưỡng ban đêm. Kem dưỡng ban đêm nha mọi người. Thì khi mà mọi người đã tẩy trang ra hết rồi thì lúc mà khi mà cái da của mình còn ẩm á thì mọi người xức lên một lớp vừa đủ thôi, làm sạch da. Có thể là mọi người có người sẽ thích xài nước hoa hồng, còn có người thì sẽ không xài nước hoa hồng. Giống như Kim thì Kim không có xài nước hoa hồng. Thì khi mà mọi người đã tẩy trang sạch sẽ hết rồi thì mọi người sẽ rửa với lại nước ấm á, để cho da lúc đó cái lỗ chân lông của mình nó đàn hồi, nó hô hấp á. Thì khi đó thì mình sẽ xức một cái lớp kem, cái này nó trắng quá mình không có đưa cái hũ cho mọi người coi được nè. Đây thì mình sẽ đọc cái công dụng cho các bạn nghe nha. Cái công dụng của nó là nuôi dưỡng làn da trắng sáng và căng bóng khỏe đẹp, ngăn chặn sản sinh hắc sắc tố, rồi có những cái thành phần dưỡng ẩm da mịn hơn ngay cả trong giấc ngủ của các bạn. Hương thơm thì nó dịu dàng thì chắc chắn rồi, và nó thẩm thấu rất là nhanh. Minh Gia Tuệ ơi, kem ban ngày thì giá chỉ có 999 ngàn thôi, còn kem dưỡng ban đêm thì là 1.090 ngàn nha. Đào Thu Hiền ơi, kệ nó đi em. Cái em có biết cái kiểu khác nhau giữa một thằng đàn ông có tiền với một thằng đàn ông không có tiền á, nó ở chỗ nào không? Đàn ông có tiền á, người ta chỉ bỏ tiền ra, người ta đi chơi gái và người ta không nói gì hết. Còn những thằng đàn ông không có tiền á, suốt ngày á, cứ hỏi em ơi chịch anh không, chịch với anh không, gì biết sao không? Nói cho sướng cái miệng, chứ không có tiền để đi chịch bất cứ con nào hết, nói cho đỡ tức vậy thôi, hiểu chưa? Mấy thằng mặt lùn này nói tới tụi bay. Bảo Yến ơi, cái này là ship xa được luôn nha. Thì cái kem này á, mình có thể kết hợp với lại toner mình sử dụng trước. Giống như là khi mà mình sử dụng một lớp toner ở trên da rồi thì mình sẽ làm thêm cái này. Đây nè, mình sẽ thoa thêm cái này là buổi tối nha. Còn 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 nếu như mà buổi sáng á, còn nếu như mà thoa kem mà buổi sáng á thì cái kem buổi sáng nó cũng cái hộp nó cũng giống như là cái kem buổi tối luôn, nhưng mà nó có một cái công dụng khác nữa, đó chính là mọi người có thể làm một lớp kem lót để make up rất là đẹp nha. Trời ơi, mấy cái thằng này suốt ngày nè, tao nói cho mày nghe nè, cho dù là mày có tiền á mày cũng đéo chơi được đâu, cho nên là khỏi ngồi mà địt con mẹ thằng này, địt con mẹ thằng kia nha. Thằng chó rẻ tiền, thứ mặt lùn, tâm hồn chó dại, địt mẹ mày đã đéo muốn chửi rồi. Em nói thiệt luôn á mấy anh, em biết là hả, livestream của em á là toàn là ăn chay coi không à, nhưng mà làm ơn đi, có văn hóa một xíu. Lúc mà đang ngồi coi livestream này nè, nhớ lại á, con mẹ của mấy anh nó cũng đau cái háng lắm mới đẻ ra được mấy anh, thì làm ơn cư xử làm sao cho cái lần đau háng của bả hả nó có ý nghĩa một chút xíu đi. Triệu like. Ừ vậy đi. Quan Phạm, em có lồn thì em nhảm, còn nếu mà anh không có lồn mà anh cũng nhảm lồn á thì thôi đi, anh đừng nói nữa, anh hiểu không? Không hiểu sao luôn á, đàn ông mà suốt ngày đi vô livestream của con gái coi xong rồi chửi. Mấy anh thấy làm vậy ở nhà cha mẹ mấy anh nó dạy mấy anh vậy hả? Dạy mấy anh mấy kiểu vậy hả? Thua, đừng hỏi sao. Bây giờ mấy thằng mà đàn ông mà nó đàng hoàng ở Việt Nam á cũng bị chửi luôn, là tại vì mấy thằng mặt lùn này nè. Làm ơn đi mấy anh, Việt Nam mình nó còn rất là nhiều anh đàn ông tốt nha,
Cho nên là đừng để mà bị con gái chửi. Đừng để, đừng có để người ta chửi là ờ đàn ông Việt Nam ai cũng như vậy. Không phải. Đàn ông Việt Nam còn nhiều người tốt lắm. Nhưng mà mấy anh đừng có làm vậy, tội nghiệp mấy anh kia. Em nói nghe nè, em nóng quá em toát mồ hôi hột luôn á. Ờ đúng rồi đó Hiền, chắc là chị sẽ chặn tụi nó. Tại vì chị không hiểu sao á, mấy thằng này nó sống được vậy luôn á. Hello mọi người. Rồi, chị đã giới thiệu cho mọi người về cái kem body, cái kem face buổi tối và buổi sáng rồi. Cái kem face buổi tối á, thì khi mà trước khi đi ngủ á, thì mọi người cứ thoa lên một lớp. Mọi người thoa lên một lớp, sau đó là mọi người biết cách thoa kem không? Mình sẽ thoa 5 điểm ở đây, ở đây, ở đây, ở đây và ở đây. Xong rồi sau đó là mình sẽ xoa đều. Sau đó thì mình phải vỗ nhẹ để cho kem nó thẩm thấu vào da. Thật ra cái kem này rất là tốt cho mọi người. Tại vì á, mọi người cũng thấy rồi, nếu như mà bạn nào mà còn thắc mắc về cái da thì mọi người cứ bấm vào Facebook của bạn Mai Diệu Linh, là cái bạn mà chuyên bán cái kem này cho Kim nè. Thì bạn đó là được, thế nói sao ta, da của bạn đó thật sự là ở Việt Nam mình chắc là không ai bằng đâu. Tại vì da rất là đẹp, nó căng bóng lên luôn. Mà nó, mấy bạn thấy da của mấy bạn Hàn Quốc không? Căng bóng lên mà đẹp vậy á, thì cái da của bạn Mai Diệu Linh cũng y chang vậy. Kim đang ráng phấn đấu sao cho da cũng được giống như da của bạn đó. Thì cái kem buổi tối á, trước khi mà mọi người đi ngủ thì mọi người thoa lên một lớp, xong rồi massage nhẹ nhàng và vỗ vô để cho kem nó thẩm thấu vào da. Còn cái kem mà còn cái kem mà buổi sáng á, thì mọi người có thể sử dụng giống như là một lớp kem lót. Mọi người có thể xài như là kem lót bình thường trước khi mọi người make up. Buổi sáng ngủ dậy thì rửa mặt sạch sẽ rồi ha, thì mình có thể xoa một lớp kem đó lên rồi mình make up bình thường, thì nó sẽ không có làm tổn hại đến da mình, mà lớp kem đó nó còn dưỡng da mình nữa, thì giúp cho da mình sẽ căng bóng. Là lúc mình trang điểm lên thì nó sẽ như thế này, nó sẽ căng bóng, nó đẹp, và những cái lỗ chân lông của mình thì càng ngày nó cũng sẽ càng nhỏ hơn. Thì cái kem ban ngày á, nó rẻ hơn, nó chỉ có 999.000 thôi. Còn cái kem buổi tối thì nó sẽ là 1.090.000. Hai cái sản phẩm đó mặc dù là rất là tốt, nhưng mà khi mà mình sử dụng cái sản phẩm này thì mọi người sẽ ghiền luôn cho mà coi. Biết là cái gì không? Biết là cái gì không? Kem body đó. Cái này là kem dưỡng trắng body nha, không có xức lên mặt nha. Mặt thì mình xức hai cái hũ kia. Út Ngốc ơi, phim Cuộc Chiến Săn Trai là phim sitcom thôi à em, nhưng mà vẫn làm cái ra mắt phim giống như là một bộ phim rạp luôn. Và ngày đó sẽ ra mắt phim ở rạp BHD đường 3 tháng 2 á. Thường thì mấy bạn thấy da của mấy bạn bên Hàn Quốc á, nó rất là đẹp, nó trắng hồng, chứ nó không phải là nó bị bạch tạng. Còn đúng rồi Vũ Long ơi, tại vì ngay cái đèn á, nó chói vô mặt nè, cho nên là không thấy cái nhãn ở đâu hết. Với lại cái này là nó, đây nè, cái hộp nó sẽ như vậy. Nó đơn giản lắm nhưng mà nó rất là hiệu quả nha. Còn cái kem body này, nó rất là tốt. Ngoài cái công dụng là giúp cho mịn da, trắng da, thì nó còn là một lớp make up body, nó có thể là chống nắng cho các bạn nữa. Nhưng mà vẫn là câu nói cũ, vẫn là câu thần chú cũ của Kim. Khi các bạn đã sử dụng bất cứ một loại kem trắng da nào rồi thì các bạn đi ra đường, các bạn càng nên che chắn kỹ lưỡng hơn. Tại vì khi mà da của mình
đã xài kem rồi thì chắc chắn nó sẽ tẩy da, nó sẽ trắng da, thì nó rất là dễ bị nhiễm hắc sắc tố. Nếu như mà các bạn bị nhiễm hắc sắc tố, bị da của mình á bị hắc sắc tố thì nó sẽ đen và nó rất là khó trắng lại. Cho nên cái kem này nó có thể giúp chúng ta khắc phục mọi vấn đề, giống như là da không đều màu nè, da sần sùi nè, và da của mình bị trắng giống như là bạch tạng, lòi gân xanh. Thì đây, khi mà nó giống như là một lớp make up cho da. Ủa da, xém chút nữa là rớt luôn rồi. Nó giống như là một lớp make up cho da của mình vậy đó. Ví dụ mà da của bạn mà không đều màu á, thì bạn có thể thoa một cái lớp này lên. Xin thoa hai tay nha. Thì bạn có thể thoa một cái lớp này lên, có che được vết thâm luôn nha em. Khi mà mọi người thoa cái lớp này lên nè, từ từ nha, thoa lớp này lên thì da của mình nó sẽ trở nên trắng luôn. Nó trắng giống như vậy nè, thấy không, thấy không, thấy không, và nó sẽ đều màu da, che được luôn em. Cái tay của chị nè, có sẹo ở đây nè, bị thâm nè, nó vẫn che được hết luôn đó. Body thì chị đang sử dụng cái mỹ phẩm này. Cái body á, là cái này là của Hàn Quốc nha em. Chị sử dụng của bạn này. Mọi người thấy rồi, Hàn Quốc thì da ai cũng đẹp hết trơn á. Mọi người nếu như mà có muốn xài kem, em ơi, cái này nó là nó sẽ fit với cái màu da của em luôn. Tại vì da chị là da trắng, trắng không phải là trắng giống như được trắng giống như mấy bạn kia, nhưng mà chị cũng hơi hơi sáng da được một chút xíu rồi. Tại vì mấy hôm nay chị cũng hơi ngựa, tại vì mọi người biết rồi mà, chị sắp đi thi chương trình Hot Face á, cho nên là chị cũng phải chăm chút cho bản thân một xíu. Mặc dù là chỉ mỗi ngày bị ông chủ hành hạ đài đọa đi bưng và lắc thôi, nhưng mà chị vẫn phải đẹp, vẫn phải ráng ơi. Giá bán cái này là 46 đô. Thì khi mà mình nói cho mọi người nghe cái này nha, con gái của mình nó rất là dễ bị cái kiểu giống như ngày hôm qua mình bị một bạn nói trang điểm làm sao mà cái cổ màu, cái mặt màu. Rồi hôm nay mấy bạn đã thấy nó hai màu nó đều nhau chưa? Và bây giờ nè, ở bên đây sáng, bên đây tối. Thật ra thì do cái đèn đó. Còn nếu mà bạn nào không phải do cái đèn thì là do mình chưa chọn cách make up đúng. Với lại cái tông da của mình đó, cho dù là cái da mặt và cái da cổ của mình nó đã đều màu với nhau rồi, nhưng mà khi mà các bạn make up lên đó, thì chắc chắn da cổ và da mặt của mình nó sẽ khác màu nhau thôi. Nếu như mà cổ trắng hơn mặt đó, thì đó là một cái chuyện tốt. Còn nếu như mà cái cổ nó đen hơn cái mặt thì kiểu gì các bạn cũng sẽ bị mấy thánh vô, mấy thánh nói bla 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 các kiểu. Nhưng mà cái này thì nó sẽ giúp cho các bạn khắc phục được, khắc phục được cái khuyết điểm đó. Khi các bạn make up xong hết rồi, sau khi các bạn make up xong hết thì các bạn có thể dùng một cái lớp kem này để đổ kem rồi. Một giọt kem là một đống tiền đó. Thì các bạn có thể dùng cái kem này các bạn thoa lên cổ nè, để cho nó đều màu. Chắc là em phải đóng cái nắp lại, nếu không nó sẽ chảy kem của em, tốn tiền lắm mọi người ơi. Thôi, xoa lên, xoa lên. Đây, đó, mọi người thấy không? Thì nó sẽ làm cho da của mình nó đều màu hơn. Cái này nó không chỉ là làm trắng nuôi dưỡng da từ bên trong, mà nó còn giống như là một cái lớp make up cho da mình vậy đó, thoa lên. Và cái này mình nói luôn nha, cho mấy bạn nào mà giống như mình nè, sống ảo trên Facebook quen rồi, lúc nào da cũng trắng cũng mịn hết, nhưng mà đi ra đường thì da của mình nó sẽ không có đều màu đâu. Cho nên là
cái cách mà giải cứu mình nhanh nhất đó chính là mình xài cái kem này, xoa lên da trắng mịn đều màu liền luôn. Em ơi, ngủ ngon nha Tiểu Phương. Điện thoại Hăng Hăng ơi. Rồi, thì khi mà mấy bạn đã quyết định là mấy bạn đang để chị lau cái này cái nha mọi người. Thì đây đây là cái da của mình để sát camera cho mọi người coi. Lúc nào cái da mình để sát thì nó cũng sẽ trắng hơn thôi. Nè, cho coi da thiệt nè. Nè, đây là livestream nha. Không có thể nào mà lừa dối các bạn được. Nhưng mà chụp hình thì mấy bạn còn kêu là Photoshop chỉnh da, chỉnh ơ rồi cho trắng lên. Bây giờ ngồi livestream bây giờ làm sao chỉnh da đây? Cho nên là khi mà quảng cáo một cái gì đó hoặc là review cho một cái gì đó thì mình cũng rất là cân nhắc nha các bạn. Nếu như mà nó không tốt thì mình sẽ không review đâu. Thứ nhất là cái này sản phẩm thì nó rất là tốt. Mình không nói là về cái những cái sản phẩm khác nó không tốt nha. Nó mọi thứ nó đều có một cái ưu điểm riêng hết. Giống như cái sản phẩm này, mọi người sẽ nói là ô hay sao cái này nó hơi mắc tiền hơn với những cái sản phẩm khác. Không phải là nó mắc tiền đâu, mà thật sự là mấy bạn có cảm thấy ăn ở một cái nhà hàng lớn thì nó sẽ lúc nào nó cũng cost giá nó mắc hơn ở quán lề đường, và nó cũng sẽ ngon hơn. Và khi mà có nghĩa là mình vẫn xài giống như những cái mỹ phẩm khác, mình vẫn xài thôi. Có mấy cái serum mình vẫn xài của mấy bé kia trăm mấy 200 ngàn và đó cảm thấy rất là tốt, thì cái đó là mình xài. Giống như ăn hủ tiếu gõ cũng ngon mà, đúng không? Thì lúc trước sống sống ảo quen rồi, lên Facebook da lúc nào cũng trắng cũng đẹp cũng mịn hết, nhưng mà khi ra ngoài đường mọi người nhìn mình thì chắc chắn nó sẽ không được như vậy đâu, da không được như vậy đâu, thì nó sẽ chửi mình. Cho nên bây giờ thì thôi, thay vì mình sống ảo thì mình tập sống thiệt một xíu với cái làn da thôi nha. Mình đang nói tập sống thiệt một chút xíu với cái làn da thôi nha, chứ mình không có nói cái vấn đề về mặt nha. Mặt thì chụp hình mà ai cũng phải chỉnh cho nó đẹp hơn chút thôi. Thì về cái sản phẩm này mình cũng nói rồi, nó rất là tốt cho da của mình. Thứ nhất không phải là nó sẽ làm cho mình trắng mà kiểu bị xanh đâu, trắng hồng hồng. Cái này cái đèn nó trắng quá, nó chiếu vô thì nó hơi xanh xanh không thấy được. Thì cái này nè, nó sẽ làm cho da của mình á, nó căng lên, nó mịn màng lên và nó trắng, kiểu là trắng hồng á mọi người, chứ không phải là trắng xác đâu. Nó sẽ giúp cho các bạn có một cái làn da giống như là bạch tuyết. Sao vậy? Tắt máy lạnh rồi hả? Ủa, cái mạng bị gì á, cứ bị đứng hoài à? Sao nó không chạy? Cái body này là giá 46 đô nha mọi người. Rồi, vậy thì bây giờ chị sẽ nói nè. Cái hộp mà dưỡng trắng da ban đêm á là 1.090.000,
còn cái dưỡng trắng da ban ngày là 999.000, còn cái body này là 46 đô. Nếu như mà mọi người muốn mua thì mọi người cứ inbox thẳng cho bạn Mai Diệu Linh, thì bạn đó chỉ có tag tên ở trên cái status. Mọi người cứ nhắn tin thẳng cho bạn Mai Diệu Linh nha. Mình thì mình không có bán cái này. Cũng là một thằng tên Phong đang ngồi trước mặt tao thì sao, quá đẹp, quá lãng tử. Còn cái thằng Phong mà mới comment ở trên cái livestream của tao thì mặt đã xấu rồi, tính cũng xấu, mà mồm lại thối. Đó, một cái tên hai số phận đó tụi bay. Sao đời nó cứ thích mình chửi nó vậy ha. Toi, Toi kêu cô đó hăng hăng. Do cái đèn á em, nó sáng quá đó, nó chiếu thẳng vô trong cái bản mặt của chị này, em nhìn thấy không? Cái đầu nè, sáng chói luôn nè. Ô, về hả? Ok la, về la, ok la, học la, học la, học la, khập khun khạp, khập khập la, khập khun khạp, khạp. Về đi mẹ. Ừ, nó như vậy á, nằm kiểu khổ cực á em, ngủ là nằm co co rút mà kiểu khổ lắm, giống chị á, chị đời chị khổ lắm em ơi. Mà làm gì liếc em vậy ông chủ? Lườm liếc không? Tối nay về tao rủ ăn chuối nữa giờ. Khổ lắm đâu có gì đâu ăn, nhà chỉ có chuối thôi, rủ ăn chuối chứ giờ ăn gì giờ. Đêm hơn phía phát. Đâu có than đâu, chị nói thiệt mà, khổ thiệt. Rồi, bây giờ á, Tính Hoàng ơi, gương mặt công nghiệp là cái gì ba? Mặt người ta mặt công nghiệp, còn mặt ba là mặt công gì? Công cộng hả? Vệ sinh. Công ngủ là sao? Nhiều khi nó không ngủ được luôn, nó ngủ thiệt luôn á, chứ nó không có ngỏng á. Thiệt luôn á. Có nhiều đứa nó mắc cười quá à. Trần Tây ơi, gọt là gọt hàm, còn độn là độn cầm, chứ chị không có gọt cầm luôn. Và chị nói em là mặt của chị chưa có gọt hàm, cũng chưa có độn cầm luôn. Bye bye hăng. Một khi mà các bạn đã sử dụng kem rồi á, thì các bạn phải kiên trì các bạn sử dụng, thì các bạn mới có được một cái làn da như là mình ưng ý. Chứ không thể nào mà các bạn chỉ xài đó rồi mấy ngày thì các bạn bỏ qua một bên, thì nó không có kết quả đâu. Thật sự luôn, cái gì cũng vậy. Giống như thuốc mình uống, nó cũng phải rất 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 là lâu. Giống như là bị cảm bị ho đi, uống vô chắc 4-5 ngày nó mới hết được cái bệnh cảm bệnh ho của mình, đâu thể nào nó hết liền được đâu. Thì kem này cũng vậy, các bạn xài từ từ các bạn sẽ thấy nó có một cái kết quả, và da của mình sẽ nó sẽ căng bóng lên, nó sẽ se cái lỗ chân lông và giúp cho da mình nó hồng hào hơn nữa. Chị có phẫu thuật gì chưa hả? Có em, chị nhấn mí nè, chị làm mũi nè, chứ nghĩ sao mặt như vậy mà không phẫu thuật vậy em. Nói không phẫu thuật ai mà tin. Hello chất, chất chưa đi ngủ hả chất? Với hai cái kem phay lúc nãy á, chị nói với mọi người á, thì cái kem ban ngày mọi người có thể sử dụng giống như là một cái lớp kem lót, để mọi người make up, trước khi make up thì cứ thoa một lớp kem này lên. Thoa một cái lớp kem này lên thì nó sẽ giống như một cái lớp make up cho da của mình.
Thì sau đó thì mọi người sẽ make up bình thường, rất là đẹp. Rồi, còn cái kem body này, còn cái kem body này nha. À, quên, chị có làm răng nữa em. Quên, nói thiếu để mất công mọi người bắt lỗi chị. Kim bình luận Linh ơi, hồi nãy Kim cũng có nói với mấy bạn rồi. Kim cũng có thấy giá rồi, Kim nói với mấy bạn rồi. Đây, đây, đây. Thì nếu như mà các bạn, nếu như các bạn sử dụng kem bình luận nè, ủa mọi người, có thể là lúc đó em không có coi cái livestream mà chị đang chỉ mọi người make up. Chị cũng ui nữa cái laptop này. Rồi. Cái kem body này nó là 150 nha. Kem face á hả? Hồi nãy bôi lên rồi bà Linh ơi, tại vì bây giờ tôi đang make up cho nên mà tôi mà bôi lên á là mất công. Mấy cái thánh á nó sẽ vô nó chửi tôi. Nó kêu là mày đang make up mà mày thoa kem này nọ hôm lần bị rồi. Mấy thằng này, mấy con này nó canh ghê lắm. Nó cứ canh mình làm gì ra là chửi thôi. Hồi nãy tôi có bôi lên tay rồi cho mấy bạn coi rồi. Với lại á, cái kem body này á xài rất là lâu nha mọi người. Tại vì nó là ở dạng lỏng, khi mà mình thoa lên nó rất là tiết kiệm. Chỉ còn chấm lên một cái thôi, thoa một cái là nó đi tuốt luốt hết luôn. Cái này là 150ml, mình có thể xài rất là lâu nha. Và cái kem body này nó ngoài công dụng là làm trắng, dưỡng da, mịn da, giống như là tất cả những cái công dụng khác về kem body mà mọi người đã biết, thì nó còn có một cái công dụng nữa là làm một cái lớp make up rất là tốt, thơm nữa chứ. Giống như là ê bà, tôi thoa này đỡ phải tốn tiền mua dầu thơm luôn ba. Đi đâu cũng thơm, thơm cả làng cả xóm. Vừa thơm mà vừa trắng nữa. Và hay mặc đồ đen nè. Toàn là Nhi Tuyết ơi, nhiều khi chị không muốn chửi nhưng mà bây giờ chị chửi được không? Nãy giờ thấy người ta đang giới thiệu hai sản phẩm, nó không có liên quan gì, hai cái phạm trù nó không có liên quan gì với nhau không? Vô nói tùm lum tùm la. Ít ra em cũng phải có lịch sự một chút xíu. Người ta đang nói về cái sản phẩm của người này, em đi vô em nói sản phẩm của người khác. Nói thiệt luôn á, em có cảm thấy em vô duyên không? Chứ chị thấy vô duyên quá luôn á. Lóc cái coi. Lóc mẹ nó luôn rồi. Em lóc luôn. Ồ bé Na ơi, có muốn ăn gà không? Xếp gà cho Na nha. Da đen quá rồi phải làm sao hả? Da đen quá thì bây giờ mình mua cái kem này mình xuất đi. Thứ nhất là cái kem này nó sẽ giúp em trắng lên từ từ. Và trắng quá đi tắm nắng. Tắm nắng với anh của chị. Còn nếu như mà bạn nào mà Na ơi, em nhắn tin qua số của bên hotline đi nha. Em nhắn tin qua bên hotline á. 0944727722. Chứ giờ không lẽ chửi nó. Không biết chửi sao. Hồi xưa nếu như bây giờ mà là, còn hồi mấy năm trước á là chửi thề không luôn rồi đó. Nói thiệt luôn á, chán ghê luôn á mấy bạn, thiệt luôn á. Mấy bạn làm ơn tôn trọng cái người đang review một cái sản phẩm nào đó đi. Ví dụ như vô mình đang review cái sản phẩm nào, nếu mà các bạn có ý định mấy bạn xài thì mấy bạn hãy ngồi nghe, còn nếu không thì thôi đi ra chỗ khác.
tự nhiên cái hỏi ủa chị ơi chị không xài sản phẩm bên này nữa, không xài sản phẩm bên kia nữa hả, vô di cái con người. Thì cái kem này là kem body chị mua ở bên Mai Diệu Linh. Khi mà các bạn liên hệ mua hàng á thì các bạn inbox thẳng cho bạn Mai Diệu Linh nha, tại vì chị không có bán cho nên là chị cũng không có thể nào tư vấn cho mọi người một cái cách mà tốt nhất, tại vì chị là một người xài sản phẩm thôi, chị không thể nào truyền đạt hết được những cái ý, những cái nội dung, những cái của cái sản phẩm này được, thì không có ai tư vấn cho mọi người tốt hơn bằng cái người bán hết. Và chị chỉ là một cái người review sản phẩm cho bạn Mai Diệu Linh. Thì chị đã nói rồi, chị đã sử dụng hai cái dòng kem phay, đó là kem dưỡng trắng da ban ngày và kem dưỡng trắng da ban đêm. Khi và trước khi mà chị đi ra đường á thì chị xức thêm một cái lớp kem body này, vì nó sẽ vừa làm trắng body của mọi người thẩm thấu vô, là nó sẽ làm giúp cho da mọi người trắng từ bên trong, nhưng mà trước mắt thì nó sẽ là một cái lớp make up cho da, nó sẽ làm cho mọi người trắng từ bên ngoài trước. Thì nó rất là tiện lợi cho những bạn nào mà hay đi ra đường hoặc là đi event, đi đây đi kia rồi đó. Nếu mà da mình không đều màu thì mình có thể xài cái này, nó sẽ giúp cho da bạn đều màu. Và cái chuyện da đều màu và sần sùi thì nó không còn là cái vấn đề để gây khó khăn hay áp lực cho mình nữa. Nhưng mà các bạn phải kiên trì, các bạn phải xài kiên trì cơ, chứ không phải lúc nào mấy bạn xài xong rồi bỏ, rồi xài xong rồi bỏ giống mình. Mình phải xài, mình phải kiên trì, giống như tối về cũng phải bắt anh ấy chà đĩa. Chị kể lễ không? Hai dâu. Hôm qua mới hái. À, Thủy Tiên Nguyễn ơi, cái sản phẩm này là của bạn Mai Diệu Linh và em có tag tên bạn Mai Diệu Linh ở trên cái caption. Thì cảm ơn Cao Long, Võ Trần Quỳnh Trang, U Chu Choa, cô Trang bé bỏng. Thì mạng nó yếu quá cho nên mọi người đi ra hết trơn rồi. Có thể ngày mai hoặc là ngày mốt, nếu mà ngày nào chị rảnh chị sẽ livestream, chị nói về cái dòng sản phẩm này nữa cho mọi người. Vì thật sự chị xài chị cảm thấy tốt thì chị review cho mọi người thôi, chứ mọi người đừng có thắc mắc nhiều quá. Tại vì có thắc mắc nhiều quá chị cũng không có trả lời mấy thắc mắc đó của mọi người đâu. Vậy cho nên là chị review cái gì mọi người muốn hỏi thêm. Ví dụ nha, chị review son môi, mọi người không hiểu gì về son môi của bạn đó thì mọi người hỏi chị. Còn nếu như mà mọi người hỏi về bất cứ một cái son môi của bạn khác thì chắc chắn chị sẽ không trả lời đâu. Chị nói thật, giống như những cái sản phẩm nào chị đang review, mọi người muốn hỏi gì, thắc mắc gì về cái sản phẩm này thì chị sẽ trả lời, hỏi sản phẩm khác chị sẽ không bao giờ trả lời. Cái đó là lịch sự tối thiểu. Có vậy mọi người cũng không hiểu hả? Hay sao nãy giờ chọc chị chửi hoài vậy? Cảm ơn Thỏ nhiều nha. Thì chị nói lại lần cuối, nếu như mà bạn nào có muốn mua kem kem phay thì cái kem phay ban đêm á thì giá là 1.090.000, còn kem phay ban ngày á là 990.000, còn cái này là 890.000. Nếu như mọi người có bất cứ thắc mắc gì thì mọi người sẽ nhắn tin cho chị sẽ trả lời cho mọi người về cái sản phẩm này. Lê Văn Bình ơi, lâu lâu là nói mấy cái câu đó à, thấy ghét. Ghét luôn. Rồi, bây giờ thì chị phải đi qua phụ quấn Hoành Thánh rồi, tại vì quán hết Hoành Thánh bán rồi. Mọi người ngủ ngon nha. Bye 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 bye. Hẹn gặp lại mọi người trong livestream ngày mai. Bye bye. Mọi người ngủ ngon nha.